Ok, hello anh em nhé, chào mừng anh em trở lại kênh của mình nhé, mình là Trung đây anh em. Đấy, thì mọi hôm vừa rồi làm mấy cái clip đi solo cầm giáp giết các thứ M4 AK bắn chán này lại cầm lại khẩu lục anh em. Hay cầm khẩu P18 đi anh em nhá. Lâu lâu rồi không bắn lại khẩu này, có khi là bây giờ làm mấy clip đi bắn cầm mấy khẩu súng dị dị kiểu P18 ấy này, SMG bắn lại hay anh em ạ. Đấy, khẩu này phải mang tí đạn vàng đi bắn để cho nó gỡ gạc lại anh em. Tốc độ ra đạn thì ổn rồi nhưng cái đam nó cũng hơi bé ấy. Đấy, khẩu súng bui qua qua tí như này anh em. Cũng mấy chục nghìn tiền phụ kiện đấy. Mấy chục ca. Bui khẩu lục cũng tốn kém phết. Cầm khẩu này đi bắn thì chắc chắn là chỉ có đi rình với mò thôi anh em ạ. Tại không bắn xa được à. Bắn khẩu này cũng giống như kiểu mình cầm mấy cái dòng Uzi giết mò gần 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 tầm 30 mét đổ lại xong rồi bắn thôi. Bắn tầm xa khẩu này không khác gì mũi đốt đi lốc. À đâu rồi, kiếm một vài bạn đồ gọi là nhẹ nhẹ tí cho thử đam ấy thế nào. Cái nỗi khổ cái ví dụ cầm khẩu lục này mà chạy tích chạy được cơ tại vì nó không cái báng không có lai tốc cầm di chuyển chậm lắm anh ạ, nên khi chạy là phải chạy người không khá là nguy hiểm. Đây đây đây, có tiếng chân, có tiếng chân. Sao cái tâm nó giật ghê vậy? Tạm lên khẩu này á. Tạm lên em sụt có gì bí quá này dùng anh ạ. Cảm giác cái tâm nó nhảy ghê vậy ta. Ngày xưa mình cảm giác mình bắn cái tâm nó đâu có giật như thế nhỉ? Ui tí cút rồi anh em ạ. Tắt bắn lên trên thằng đá này. Di chuyển đâu đấy? À mày. Táp bẩn này. Nghe rồi. Sống táp bẩn nó không có khẩu súng sấy nào mà nó chưa kịp nút đồ là cứ hết rồi đấy anh em. Đến gần cái là nằm im. Ăn xe này không biết là nó ăn xe thật hay là sợ cái thằng nó nằm ở đâu nó đút đít xong nó bắn ra xe dừng lại mới mệt cơ. Còn táp xong rồi nó áp cho xe dừng lại thì mệt lắm. À, mình xuống hơi muộn rồi không ta? Sắp lâm vàng, mũ vàng anh em ạ. Ô kìa, ai như cô thắm. Ô kìa, ai như cô thắm. Kìa kìa, cầm lục đi thì được.
Cẩm khẩu lục đi thì được hàng ngon anh em. Cô kìa như cô thắm. Rồi thôi té luôn. Trời ơi là trời. Thế là chính tuổi clip này. Cứ tưởng là không có gì cuối cùng này. Thành thơm không ạ? Chưa chắc xem nào vào đoàn mà vì dập nằm trong radar. Mũ gà gát combo ấy đấy, combo thủ hơi bị ngon đấy, không sợ radar mà không sợ bom. Nhưng mà xin lỗi, mình không có dùng bom mà mình không dùng radar. Về thôi anh em. Ok, khả năng cao là video clip này mình dừng đây anh em nhé. Thì hẹn gặp anh em ở những cái video mình sẽ bắn những khẩu súng khác anh em nhé. Anh em thấy video này hay, hấp dẫn thì cũng đừng quên như là cho mình một like như một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Bye bye cả nhà.